Ban tổ chức Thị ủy Kiến Tường tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5. Bí thư Thị ủy Kiến Tường, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã Phạm Xuân Bách đến dự. Trong đợt này có 10 đảng viên sinh hoạt tại đảng bộ các xã phường được trao tặng huy hiệu Đảng, trong đó một đảng viên được trao tặng huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 4 đảng viên được trao tặng huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên được trao tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 2 đảng viên được nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Bí thư Thị ủy Kiến Tường Phạm Xuân Bách ghi nhận quá trình rèn luyện cống hiến của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, đồng thời mong muốn các đảng viên tiếp tục giữ vững, phát huy bản lĩnh chính trị, tham gia xây dựng tổ chức Đảng ở địa phương trong sạch vững mạnh, luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.